Ngày 24 tháng 10, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân thành phố Long Xuyên. Thanh tra tỉnh An Giang đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Quỳnh Văn Triển, tổ 7 khóm Tài Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, khiếu nại quyết định số 2914 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc bồi thường hỗ trợ cho ông Quỳnh Văn Triển và bà Nguyễn Thị Thiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tạo quỹ đất và đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh An Giang tại phường Mỹ Hòa, và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên giải quyết khiếu nại lần đầu vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Liên quan đến dự án này, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Hội đồng bồi thường thành phố Long Xuyên lập biên bản kê khai thiệt hại hộ gia đình ông Triển, tổng diện tích đất sử dụng là 849,7 m², diện tích trồng biên thu hồi trong phạm vi thu hồi của dự án là 245,2 m², giá bồi thường diện tích đất cây lâu năm là 998.000 đồng trên 1 m². Ông Triển không đồng ý, đòi nâng lên 3 triệu đồng 1 m² và hỗ trợ tiền mất thu nhập trên diện tích bị thu hồi. Tương tự là trường hợp của ông Quỳnh Tài Phú, tổ 7 khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, đòi nâng giá bồi thường nhà từ 2.038.000 đồng trên 1 m² lên 5 triệu đồng 1 m² và bồi thường bổ sung nền móng bê tông cốt thép. Tại buổi đối thoại, các ngành chuyên môn cho biết đây là công trình phục vụ sự phát triển chung của xã hội. Đa số hộ dân có đất nhà trong dự án đều đã thống nhất cao nhận tiền di dời để thi công đúng tiến độ. Qua đó, mong ông Triển và ông Phú cân nhắc đồng thuận với quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Kết luận buổi đối thoại, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Khưu Để Dành giải thích rõ quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cả hai hộ vẫn giữ nội dung khiếu nại. Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định.